Sáng 30 tháng 8, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước ở kênh Nhiêu Lộc. Bước đầu xác định nạn nhân là TNP, sinh năm 1981, ngụ quận Bình Thạnh. Theo đó, vào trạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra công an phường 3, quận Bình Thạnh đang đi tuần tra thì phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Lúc này, người đàn ông bỏ chạy trên đường Trường Sa, đến trước căn nhà trên đường này, rồi leo qua lan can nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc. Người đàn ông bơi được một đoạn đến giữa dòng kênh rồi chìm dần mất tích. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Thạnh lập tức điều 3 xe cùng 17 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để triển khai đội hình lặn tìm thi thể nạn nhân. Ít phút sau tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 100 mét và sau đó đưa lên bờ.